Sự thật về nội ám ảnh quỷ nhập tràng Trước đây, hiện tượng người chết sống lại và đuổi theo người sống được giải thích là do quỷ nhập vào xác người, nhưng ngày nay đã có những lời giải thích mang tính khoa học và hợp lý hơn rất nhiều. Khi trong nhà có một người chết, người ta thường có tục lễ kiên cử để phòng hiện tượng quỷ nhập tràng. Hiện tượng này rất hiếm gặp nhưng lại có thật chứ không phải lời đồn đại. Chuyện về quỷ nhập tràng có rất nhiều câu chuyện ly kỳ về chuyện người chết sống lại một trong những chuyện đó được kể lại như sau có bảy người đàn ông làm nghề lái buôn cùng một chuyến đi lấy hàng trên mạng ngược vì lỡ đổ đường họ phải ngủ lại nhà của một người kinh đã sống ở vùng đó một thời gian khi vào ngủ nhờ thì người lái buôn được chủ nhà cho biết rằng trong nhà họ chỉ có hai vợ chồng người vợ bị cảm nặng nằm trong buôn còn bản thân người chủ nhà thì phải đi lấy thuốc cho vợ sáng hôm sau mới quay lại dù biết có khách nhưng không còn cách nào khác, chủ nhà vẫn phải đi và nhà khách trong giúp nhà cửa cùng vợ mình. Khi chủ nhà ra đi, trời cũng vừa sập tối, bảy người lái buông cơm nước no nê, sau đó quay lại với nhau để ngủ. Vào khoảng gần sáng thì người nằm ngoài cùng bóng cửa mình thức giấc vì một luồng gió lạnh luồn vào nhà. Ông nhìn quanh thì thấy buồn trong nơi người vợ chủ nhà nằm đang mở. Ngọn đèn dầu đang nhỏ như hộp đầu xanh bỗng phục sáng to lên rồi nhỏ lại dần. Ngay lúc đó thì người lái buôn nghe thấy tiếng thở như rít điếu cày vang lên, lúc đầu thì đều đều, về sau thì càng mạnh hơn, rồi bất ngờ người đàn bà trong buồn lao ra ngoài. Bà ta đến gần người lái buôn thứ nhất, nhấc bụng anh ta lên như nhấc một miếng ván gỗ vụn, ghé miệng vào mũi người đàn ông hít một hơi dài, sau đó bà ta quay vào trong buồn. Việc này lặp đi lặp lại cho tới khi bà ta hít hơi của người đàn ông thứ sáu, cuối cùng cũng đến lượt người đàn ông thứ bảy, người đã chứng kiến từ đầu tới cuối hành động của bà vợ ông chủ nhà. Lúc này ông đã rất sợ hãi, ông cuốn cuồng bỏ chạy và va vào các bạn đang nằm. Họ lạnh ngắt, hóa ra họ đã chết cả rồi người đàn ông bỏ chạy vợ của người chủ nhà đuổi theo ông chạy càng nhanh bà ta đuổi càng nhanh ông chạy chậm bà ta cũng chạy chậm trời dần khẩn sáng người đàn bà kia quá kia vẫn kiên trì đuổi theo mà không chịu buông tha người lái buông. bỗng trước mặt ông xuất hiện một cây gạo ông đề nghĩ ngay rằng mình phải leo lên đó để trốn chưa kịp thực hiện ý định bỗng người đàn ông nghe tiếng phập phập thật lớn thân cây rung chuyển ông hoảng hốt vấp ngã và bất tỉnh khi trời sáng hẳn người qua đường nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng dưới gốc cây gạo có một người đàn ông nằm thoi thóp sắp chết và sát có một người đàn bà mà tay phải của bà ta xỉa ngập vào thân cây đến gần khuyểu sau khi cứu chữa và nghe người lái buôn kể lại chuyện mọi người nói với ông rằng ông đã gặp phải quỷ nhập trang căn nhà mà bảy người lái buôn ở nhờ vốn quan sát chết của vợ người chủ nhà bà ta bị quỷ nhập nên tỉnh dậy hút hết linh hồn sáu người kia người thứ bảy may mắn mới thoát chết ở nước ngoài thì rất nhiều trường hợp có thật được ghi chép rằng sau khi chết, họ tỉnh lại như ông Beda de Dostoyevsky, một tu sĩ người Anh, sau khi chết đã được cho vào quan tài vào lúc nửa đêm, sáng sớm ông đội nắp quan tài nhổm dậy, suy thật về quỷ nhập trang. Thực tế khi điều tra thì rất nhiều bác sĩ đã cho rằng những trường hợp như là ông Beta Dostoyevsky có thể là do chẩn đoán nhầm. Và ở thế kỷ thứ 19 thì cứ 200 người được đem chôn thì sẽ có một người bị chôn sống do hiện tượng này. Quý Nhọc Trang là tên ma mị, tâm linh, nhưng hiện tượng đó lại hoàn toàn có thật. Có những xác chết thực sự đã bật dậy, ôm cổ người sống, đuổi theo người sống. Khoa học đã đưa ra lý giải cho hiện tượng này rất logic và hợp lý. Họ chỉ cái chết làm hai thời kỳ, đó chính là chết lâm sàng và chết sinh vật. Khi chết lâm sàng, phổi và tim của người bệnh đều đã chết nhưng não thì vẫn chưa chết. Họ vẫn có thể phục hồi được nhờ các phương pháp hồi sinh cấp cứu hiện đại. Chỉ khi não chết thì bệnh nhân chuyển sang trạng thái chết sinh vật mới không thể cứu chữa. Như vậy, hiện tượng người chết sống lại là do họ chỉ chết lâm sàng. Còn hiện tượng những người đã chết sinh vật vẫn bật dậy, đi lại được là do bị cuốn hút bởi ngoại lực có cảm ứng điện trường sau khi chết điện tích âm tích tụ trong thi thể người mới chết còn chưa kịp thoát hết nếu gặp nguồn điện tích dương mạnh họ sẽ bị cuốn hút người sống có điện tích dương mạnh vì thế xác chết bị hút theo chứ không phải là đuổi theo khi xảy ra hiện tượng này chỉ một lúc khi điện tích không còn xác chết sẽ ngã xuống huyền bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp